Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào mọi người, em tên là Thanh Nguyền. Năm nay em 28 tuổi, công việc hiện tại của em là kế toán. Quê em ở Vũng Tàu và hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Hồ Nhật Tiến, năm nay 27 tuổi. Em làm kỹ thuật viên Oppo tại Tôi Ba Bến Thành, quận Nhất. Quê em ở Củ Chi. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì em? Ưu điểm của em là em có ý chí và nếu mà khi mà em quyết tâm thì em sẽ làm cho đến cùng. Cái ưu điểm nữa là em cũng rất là vui vẻ và hòa đồng. Nhưng mà thật ra là khi gặp người lạ thì em cũng im re à. Chỉ khi nào em gặp bạn thân thì em mới nói được nhiều thôi chị. Khuyết điểm của em thì tại em cũng ít nói nên em giao tiếp cũng không được khéo léo lắm. Khi mà em thích một cái gì đó rồi thì em thường là em không có kiềm chế được. Giống như là em thích chơi đá là em không có kiềm chế được đó chị. Chơi gì? Dạ chơi đá. Chơi đá gì? Dạ trên tay mà chị. Sưu tầm các loại đá. Trời ơi. Đàn trai mà nghe đàn gái cái quýu luôn rồi đó. Em nghe cũng quýu luôn. Nghe quýu liền thôi nhưng mà không chơi đá được. Bây giờ bạn trai mình nhỏ hơn mình chút xíu, tuổi em có vấn đề gì không? Dạ, quan trọng là tính cách bạn đó có chín chắn không ạ? Đúng rồi. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em trai là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là không nhậu, không hút thuốc, biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là hơi nói nhiều, hay quên. Nếu mà cái gì em quyết tâm nhớ là không bao giờ quên. Chết quên chị. Người yêu mình ha. Dạ. Em cũng hay quên lắm. Rồi, hai bạn cái nào ai cũng hay quên. Hay quên, khi nào quen 2 tháng quên. Ủa, em là ai, anh là ai không? Cố gắng nhớ nha. Dạ. Bên kia ít nói, mà gặp người quen mới nói. Thôi mình đi một chút xíu cái lý lịch tình trường coi sao bạn trai. Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì lúc còn sinh viên cũng quen được 3 năm. Nhưng mà do thời gian quen lâu rồi không hợp nhiều thứ nên hai người chia tay. Tình trường của em sao rồi? Dạ em cũng có 2 mối tình. Một mối tình 2 năm và một mối tình 5 năm. Thì là do bạn nam có người thứ ba cho nên em quyết định là dừng lại. Mối tình nào trước? Dạ mối tình 2 năm trước, sau đó đến mối tình 5 năm. Em là người trong ngoài ánh sáng, em được bạn đó giới thiệu với gia đình và bạn bè. Nhưng mà đằng sau đó thì cũng có rất nhiều bạn nữ ở trong bóng tối. Nhưng mà mình không sáng, không đè nổi bóng tối luôn hả em? Dạ thôi, em thấy em tuổi già sức yếu nên thôi em nhường lại cuộc chơi cho các bạn. Trời ơi, tuổi già sức yếu. Thôi bỏ qua, bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái mối tình đây. Hy vọng đây là mối tình cuối cùng. Từ lúc chia tay đến nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng 1 năm rồi chị. Có ai đang ngắm nghía đeo đuổi mình chưa? Dạ cũng có nhiều bạn lắm nhưng mà em thấy tính cách các bạn nó hơi kỳ. Ví dụ có một bạn thì khi nào mà em muốn đi chơi đâu á, bạn đó sẽ chở em đi chơi. Nhưng mà bạn đó sẽ bảo em là bật ứng dụng Grab lên, xong rồi hết bao nhiêu tiền đưa lại tiền cho bạn đó. Kỳ vậy, vậy thôi đi Grab đi, mắc mớ gì phải đi với bạn đó. Hoặc không á, thì có một bạn là khi mà đi đám cưới á, thì thường là hai bên phải share tiền đều ra. Với lại nhiều khi bạn cũng không có muốn đi đám cưới tại bạn sợ là mỗi năm đi tiền nó rớt giá thì sẽ bị lỗ chị. Em thấy con trai bây giờ hơi tính toán. Tính gì dữ vậy trời? Trời ơi, đâu mà quá vậy. Em đi đám cưới có tính cho mình giá tiền nó bị thất thoát không? Dạ không anh. Thì coi như mình gửi, sau này mình lấy lại thôi. Đi chơi với bạn gái có chia tiền không? Không, đi chơi bạn gái mà em thoải mái lắm, em trả. Được. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn nam chín chắn, vui vẻ và hòa đồng, rộng lượng một chút chứ đừng có quá keo kiệt và tính toán. Vì em cũng hơi ít nói nên em muốn bạn nam là biết cách giao tiếp một chút xíu để bù lại cho em. Về ngoại hình nói nhiều lắm. Dạ ngoại hình thì cao trên 1m75, 1m8 thì càng tốt ạ. Chị giữ vậy em? Dạ tại em thích mấy bạn nam nhìn cao cao trông ấn tượng đó chị. 1m7 được rồi thì mình giảm từ từ cũng được anh. Giờ còn 1m69 được không? Anh giảm từ từ đó, nói câu nên giảm 65 á. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào con gái? Dạ mẫu người lý tưởng của em là giống như anh Kến Thành á anh. Kến là Thành. Một người vui vẻ, cũng có nghị lực sống, biết tạo dựng sự nghiệp của mình mà cũng rất là chiều bạn nữ. Anh kiểm tra coi đây giống Trấn Thành không? Có cũng có Trấn á. Trấn nước, Trấn gì đó không biết. Em cần một người yêu lý tưởng như thế nào? Không cần quá cầu kỳ, biết chăm lo cho gia đình, tiết kiệm. Quan trọng ở em bạn nữ đó là không nói dốc. Gái mà nói xạo kỳ lắm nha. Chắc không có đâu. Còn gì nữa? Nhỏ con, da trắng, tóc dài, cọp. Bạn gái em có cái điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Không biết là bạn nam bên kia có thích mèo không ạ? Động vật thì rất thích. Chứ mèo nhiều ông thích lắm nha em. Dạ em không có thích mèo, em thích chó ạ. Em sợ bạn nó thích mèo thì cũng không được hợp lắm. Trời ơi, chó mèo gì cũng nuôi thôi, động vật 4 chân trong nhà thôi. Nuôi chuột không? Dạ không chị. Chào em. Chào chị. Cao được mét nhiêu? Dạ mét 65 chị. Người ta muốn tới mét 8 mà có mét 65 là tiêu rồi. Tiêu chuẩn ta cao quá chị. Mét 8 qua kiếm mình đi.
khi nào thì em có thể tiến tới hôn nhân được? Khoảng cuối năm sau có thể tiến tới hôn nhân. Mình đã chuẩn bị gì chưa? Dạ đầy đủ hết chị. Đầy đủ là cái gì, ví dụ nói thử nghe. Tiền vàng thì nói chung là em cũng có. Tiền có vàng nữa. Em làm em dành dụm mua. Phòng em thì bàn trang điểm. Bàn trang điểm em đang điểm hả? Không, em mua sẵn thôi. Em mua sẵn thôi. Chưa có vợ mà mua sẵn bàn trang điểm luôn. Dạ. Ủa gì kỳ mới vậy? Gói mới, máy lạnh em mua hết rồi. Trời ơi, rồi cái bàn trang điểm nó đềm hết rồi sao? Sau này bạn nữ không thích thì em sẽ đổi lại cái khác. Trời ơi, nó trượt giá, nó mất giá tiền em. Và mua khuyến mãi, mua trước để nó lên giá. Giới tính nó rõ ràng không? Dạ rõ ràng. Chắc không? Dạ chắc, thích nữ. Mỗi ngày cũng ngồi vô bàn trang điểm coi coi rồi chọc chọc rồi chơi chút xíu ha? Không có chị. Cũng nghi lắm mà. Lý do sao ế vậy? Dạ tại cái môi trường làm việc em nó khắc nghiệt với cạn kiệt phụ nữ. Đâu mà thấy ghê vậy? Môi trường gì mà cạn kiệt ghê vậy? Tại em làm ô tô mà chị, toàn là nam không à. Thôi để về tôi nói với bên đây coi, coi chịu qua bên bển có cái bàn trang điểm rồi kìa. Dạ chỉ cần bạn đó đừng có tranh dùng với em là được. Nhưng mà hơi lùng nha. Đi về độn lên chị. Yêu là được hết nè, cao thấp không quan trọng đâu. Lùng không quan trọng, quan trọng là phụ tùng tốt được rồi. Nhưng chào anh. Chào em. Sao không cần tới mét 8 như em? Mình cứ hạ giá cao cao lên, xong người ta trả thành dần xuống anh. Trời ơi, có trả giá. Mét 8 mà trả mét 65 rồi đó. Cũng hơi thấp thiệt. Không thấp sao Lâm, không thấp đâu. Quan trọng là anh ấy chăm sóc em tốt là được rồi ha. Bây giờ có tiền nữa, muốn làm ngành gì riêng không? Dạ, muốn mở một tiệm bánh. Tiệm bánh, đó là hy vọng rằng em sẽ mở cho vợ cái tiệm bánh tây được không? Dạ, em sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ thì mình khảo sát ý kiến người thân, sau đó mình cho hai bạn gặp mặt luôn. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với chị sếp và một đứa em mới kết nghĩa ngày hôm qua. Trời ơi. Dạ, kính chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường, bạn nam cùng toàn thể khán giả trong hội trường. Em xin giới thiệu em là Thanh Trúc. Hiện là một người chị, một người bạn đồng nghiệp cũng như là sếp của bé Huyền. Thấy bạn nam mặc dù là cái tiêu chuẩn thì hơi thấp hơn so với lại cái mong muốn của Huyền, nhưng mà em thấy là bạn rất là manly, đẹp trai. Và một cái em rất là chấm là bạn biết nấu ăn. Đặt vai trò của em là Huyền thì chắc là em sẽ chọn bạn nam á. Thấy tốt rồi ha, cảm ơn. Cảm ơn chị. Anh sếp đi, anh trai đi với ai? Dạ bữa nay em đi với ba mẹ và ba người bạn thân của em. Có ba đó, hả? Xin kính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý khán giả buổi ghi hình hôm nay. Thấy bạn gái bên đây là tôi thấy là mến. Con tôi thì được cái từ nào về nó có trung thực là hiếu thảo cha mẹ, với lại những cô bác xung quanh đó nó đối xử rất là đàng hoàng. Còn bạn gái thì tôi không cầu kỳ gì hết đó, tôi chỉ mong là sống là có là nhân đức vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt rồi tự quyết định nha. Mở rào. Đâu đó chiều cao coi ổn không? Được không em? Anh cao hơn em rồi đó. Nhưng mà chị thấy là em phải kiểm tra cái vụ men đó nha. Chứ là có cái vụ bàn trang điểm mà dành nhau đó. Có cách nào thể hiện mình là men không em? Em có thể cộng bạn nữ hết đắt được chị. Dám chơi không em? Lỡ gãy lưng xong bắt đề em sao chị? Người ta có, người ta muốn thể hiện thì mình để cho người ta thể hiện đi. Giờ luôn em, làm luôn. Có án mạng không vậy chị? Có án mạng đâu, mình ngồi mé bên vậy nè em. Mình ngồi vậy nè, đó. Ngồi lên. Chị đừng được. Ngồi nha chị, chết chị em. Chị đâu có ngồi đâu, chị nặng lắm. Rồi, nhấc chân lên. Trời ơi. Vui này vui nè. Thôi được rồi. Được chưa? Được rồi, được. Tin chưa? Dạ rồi. Ổn rồi phải không? Dạ. Anh chưa cũng làm vậy hai lần mà giờ anh thoát gì địa điểm đó em. Chào bạn. Dạ thì bạn nghĩ sao về mình? Dạ hai bạn cũng xinh. Gì mà dạ? Anh thấy em cũng xinh. Gói thì nãy giờ em gói. Anh em đàng hoàng, vô lại. Anh cũng thấy em cũng xinh. Dạ cảm ơn anh. À, em thấy anh thế nào? Dạ ngoại trừ bộ chiều cao thì mọi việc đều ok hết anh. Nhất là cái vụ hít đất là em rất là ấn tượng. Anh có khó chịu nếu mà bạn gái coi điện thoại của mình không ạ? À? Không. Dạ. Nhưng mà đừng có xâm phạm đề bơi quá. Nếu mà chưa có khăn nhau quá thì không nên. Thì coi là xâm phạm đời tư rồi đó cưng. Có nhiều người cầm điện thoại coi xong rồi tự trả lời tin nhắn luôn á. Cái đó là lố quá. Anh có các kiểu như em gái mưa hay là chị gái mưa vậy không ạ? Không, có em gái nuôi. Có tới em gái bão luôn rồi nó chìm mưa. Anh có thích đi xem phim không anh?
À, hầu như là tuần nào cũng đi. Anh có thích xem phim ma không anh? Phim ma thì sợ ma nhưng mà vẫn thích. À, dạ vậy được rồi, em không sợ ma mà em cũng thích xem phim ma. Dạ. Rồi giờ bạn trai đứng lên chủ động tới nắm tay bạn gái hát tặng bài hay là tỏ tình gì đó đi. Tự tin lên. Đó đúng rồi. Một vòng trai đất anh tới đây. Khoan, nắm tay nhìn bạn gái hát thì nó tình cảm. Một vòng trai đất anh ngồi đây, em ngồi đây ngỡ như thật xa. Không dám nhìn, không nói gì, dường như chúng ta chưa từng quen. Trời ơi. Nào để tay chút bấm đi bạn. Bấm đi hai bạn. Chúng ta bấm nút là chúng ta đồng ý hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Cho nên mình phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Hồi hộp quá. Hình như em gái bấm chậm hơn đúng không? Em có suy nghĩ điều gì hả? Dạ không, em với không tới. Chúc mừng hai em nha, nắm tay nhau đi. Trời, ở đây hôn mà làm gì dưới sướng dữ vậy? Em cui quà bạn gái thử xem là món quà đó là món quà như thế nào. Có ý nghĩa gì không em, nói cho bạn ấy biết. Dạ, tại em thích chơi đá cho anh. Nữa, cũng đá nữa. Trời ơi trời. Rồi, đây là những bước đầu tiên rất là thuận lợi để hai bạn có thể tiến xa hơn ha. Những chiếc vé của Cùng Đạp Cinebox 212 lý chiến thắng sẽ giúp các bạn có không gian lãng mạn để hiểu nhau nhiều hơn. Và quà tặng dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi đến từ thương hiệu Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc Biên Hòa đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5.950.000 đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, nắm tay nhau nhé. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. À, giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, chào anh Nguyễn Linh và chào chị Cát Tường ạ. À. Chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả ạ. À. Em là Võ Trường Kha, năm nay 28 tuổi. Hiện tại là em làm nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình PT ạ. À. Và vẫn là vận viên thi đấu. À, làm ở đâu? Dạ, em làm ở bên quận 7 ạ, à, và quận 4. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, em ở người Sài Gòn ạ. À. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào MC Quyền Linh và chào tất cả các khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, hiện tại em 24 tuổi. Em là hiện tại là sale du lịch ở tại công ty Thanh niên Thời Đại và em cũng kiêm làm visa luôn. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Ninh Thuận, hiện tại em đang ở quận 3. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là em vui vẻ, hòa đồng, hơi tưng tửng. Với lại em biết lắng nghe người khác đó chị. Em rất là dễ cảm thông cho người khác, sống tình cảm. Còn điểm yếu của em á là hơi tưng tửng. Cũng là nó, nhưng mà cái yếu nhất của em á là hơi hay quên, bị não cá vàng. Và cái cấp độ của em á có thể là quên trong 5 giây. Có thể là nói xong em từ tay này em lọt tay khác. Và đôi khi nó còn bị lãng lãng. Bạn gái nhớ tên bạn nam không? Thì đó, em nói rồi. Hỏi lại đi, từ giờ tới cuối chương trình cho hỏi 10 lần á. Anh hàng xóm ơi. Ơi em. Anh tên gì vậy? Võ Trường Kha em. Anh Kha hả? Đúng rồi em. Dạ, em sẽ ghi nhớ. Rồi em hỏi ảnh đi, anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Anh ơi, hiện tại thì anh thích cái gì nhất vậy anh? Anh chỉ thích chơi thể thao thôi chứ anh cũng không biết như gì hết. Trời ơi chị, vẫn động viên của người ta đó. Em đang chạy xong luôn anh luôn. Dạ, dạ anh đó. Xin lỗi, dạ anh còn có một mối duy nhất nè em. Không phải. Ủa, hả? Cái gì anh? Anh đang xả người ra, anh còn có một mối duy nhất à. Ủa kỳ vậy chị. Bây giờ anh đang lên là định 90kg á. Hiện nay là em đang nhiêu ký? Dạ em đang 81kg chị. 81 mà giờ em muốn lên nhiêu? 90 chị. 90 thì em làm sao? Dạ ăn nhiều chị. Ủa lên thì chi vậy em? Dạ cho nó dưỡng cơ em á anh. À. Rồi xong mà tính hồi thi đấu á em sẽ xiết xuống lại 20kg. Thôi. Dạ.
xuống 20 kg. Dạ. Bao nhiêu lâu mới xuống được 20 kg? 3 tháng anh. Mai em chỉ anh nha. Bỏ đi anh Linh ơi. Ngoài cái ưu điểm đó là em còn ưu điểm nào nữa không Kha? Em không biết ốc tố, không rượu và cũng biết nấu ăn nè. Chiều chuộng bạn gái số 1 chị. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình anh. Lâu chưa? Một mối tình đó là em quen từ lúc đi học là 7 năm. Một mối tình là quen là cũng gần 1 năm. Giờ quên hết chưa? Dạ người đó phản bội em. Phản bội là quên liền à? Mệt bỏ đi. Em bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình học sinh thì không tính đi rồi. Rất là dễ thương. Mối tình sâu sắc nhất của em là gần 5 năm. Em chia tay cách đây 5 rồi. 5 năm mà tại sao phải chia tay cơ? Tại vì gia đình em trải qua nhiều biến cố á. Họ thương em, họ không có phản bội em giống như anh kia. Nhưng mà họ không có chịu được cái sự khó khăn cùng nhau. Ta nói là yêu nhau thì cay đắng ngọt bùi cũng chịu, hạnh phúc phải sẻ chia. Thì họ chỉ hạnh phúc thôi, đôi khi á những cái vất vả này nọ thì họ không chịu được. Mẫu người bạn trai của em mong muốn là người như thế nào? Em thích bạn trai cao hơn em ít nhất là 1m7. Tại vì em thích mang giày cao gót như vậy nè. Cao hơn em chút xíu. Anh cao mấy nhiêu? À nhiều đúng 1m7 luôn. Đủ chuẩn ha. Đủ chuẩn, đủ chuẩn. Vẻ ngoài nhìn hiền lành, sáng sủa, dễ nhìn một chút xíu. Còn về tính cách á thì em không thích cái điều đầu tiên anh như anh nói là em không thích thuốc. Anh là đã uống rồi. Em cái mùi thuốc em rất là dễ luôn á. Em không chịu được và đôi khi em phải làm lố cái đó lên. Giờ bữa nay em hên rồi đó. Hên. Em kết cái nữa là anh biết nấu ăn. Em cũng biết nấu ăn, em không có nấu ăn được ngon như là nhà hàng hoặc là trình bày đẹp mắt. Nhưng mà em có thể lo cho anh cái bữa cơm hàng ngày. Rồi. Đó là điều em rất là tự tin. Tốt. Dạ. Bên kia, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, thì em tìm một người bạn gái là dễ thương, hiền, trung tình là được rồi chị. Có cái mẫu người lý tưởng không em? Về vóc dáng, ngoại hình. Vóc dáng thì em cũng không đòi hỏi cao bình thường thôi chị. Chỉ quan trọng là tạo cho nhau một niềm tin, tạo hạnh phúc cho nhau là được rồi. Kính trọng người lớn mà ở nhà thôi là được rồi chị. Dạ. Sao em gái tự đánh giá nãy giờ yêu cầu bên đây đưa ra em được bao nhiêu phần trăm rồi em gái? Dạ 80% anh. 80% hả? Dạ. Còn 20% còn lại là gì? Là để nhìn mặt coi sao trời dễ thương. Ví dụ anh bên đây anh hợp với em rồi, anh muốn tiến tới thì khoảng bao lâu em đồng ý? Nếu mà ok thì em cưới lúc 27 và có con lúc 28. Hoặc là em có con lúc 28 luôn. Cái đó là tương lai của em. Nói chung là mong muốn có đứa con. Đúng rồi. Rất bản lĩnh. Đó, em nghe hết rồi ha. Trời ơi, dữ quá. Có cách nào vỗ béo cho cô bên này không? Dạ có chị, bình thường chị. Em là muốn nhân viên PT cá nhân mà chị. Nguyện vọng của cổ là muốn là lấy chồng hoặc là sanh con trước 28 thì ý em sao? Dạ thì bây giờ mình cứ tìm hiểu trước đi. Rồi xong rồi có duyên, có nợ với nhau thì sẽ tiến tới xa hơn. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Lừa dối. Dạ, tại em đã trải qua rồi nên em biết. Em có thích sống thử không? Dạ, không. Người ta cho thử cũng không luôn? Không. Chắc không? Dạ. Cái mặt nhìn gian lắm nha. Thiệt đúng không? Dạ, nhà em khó lắm chị. Khó lắm phải không? Rồi. Đám cưới rồi mới đẻ nha em. 27 tuổi đám cưới, 28 tuổi đẻ là đẹp rồi đó. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với là chị của em ạ. Chị ruột á hả? Dạ, chị họ. Chị họ rồi, dạ. Cho gặp chị cái. Em chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào Quyền chị. Cùng quý vị khán giả. Thấy em gái bên đây sao? Dạ, em thấy em gái bên này nói chuyện cũng... cũng dễ thương hết à. Thì bây giờ hai em cho nhau cơ hội đi tìm hiểu nhau rồi đánh với nhau. Cảm ơn chị. Cho em hỏi là ở Kha, anh Kha ở nhà khi mà anh nóng giận á thì anh thường sao chị? Cũng hiền lắm, tội lắm, biết sống lắm. Cũng dễ thương. Xin rồi, cảm ơn chị. Chúc chị sức khỏe ạ. Em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn thân với lại đồng nghiệp cũ của em. Rồi cho chị gặp bạn em rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là chị đồng nghiệp của bé Trang. Thì bé Trang đối với em là theo như em nhận xét thì bé là một người rất là vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là bé Trang rất là có nghị lực sống á chị. Rất là chịu khó. Về anh trai bên đây thì anh rất là man, cũng hiền, nói chuyện thì cũng chân thật á. Hai bạn thật sự chân thành và nghiêm túc thì hãy cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Rồi, kéo rào. Dạ, em chào anh ạ. Anh tặng dạ, em. Cảm ơn anh. Với lại một món quà của anh á là thể dục.
anh tặng em cái dụng cụ này để em có thể em tập luyện ở nhà. Trời, em không có kinh nghiệm tập mấy cái này luôn á. Cái này làm sao anh? Có thể anh hướng dẫn cho em cũng được. Em cái này tăng đùi và tăng vòng mông của mình. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em muốn không? Anh hướng dẫn cho em tập luôn. Được không chị? Được, được. Em là coi sẽ tăng đều. Dạ. Đầu tiên động tác squat á, em có thể tập ở nhà. Em gắn cái này vô trong ngay cái đùi của em. Phần đùi dang động phần chân, đứng dang động mặt vai ha. Ngực vẫn thẳng cho anh. Phần mông em đẩy ra đằng sau, xuống squat 1. Squat 2. 3. 4. 10 cái, 4 hiệp vậy cho anh. Dạ. À, mọi động tác. Dạ cảm ơn anh. Rồi, ok. Cái đó tập cho ốm đó, cái chuyện tập lộn đó. Tập thì còn 29kg đi. Em đừng các em khoái kiểu này nè. Tại vì em trai mà nếu bạn em, mấy đứa bạn em thân em nói là em không có cửa với chai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới chai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Đâu cho cô coi cái muối cái coi, dán cái bụng lên coi. Hiện cái muối là một muối. Một muối rồi chị, còn bốn muối mờ thôi à chị. Xén xíu coi. Em bóp vô cơ coi. Thiệt luôn á. Thôi xỉu xỉu rồi, ngồi đi để xỉu rồi cưng. Đó, hai người nói chuyện thoải mái đi. Em hôm nay em có một bài hát muốn tặng cho anh. Thì em xin hát bài Cô Gái Mít Năm 2. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tinh dân trần. Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với anh. Bao điều rằng em đã thương anh nhiều, yêu anh từ lâu anh biết chăng. Em tự tin theo nét riêng chỉ cần một mét năm tám, nhưng sao đánh yêu dịu dàng đôi môi thâm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên nếu người thuần thì tôi sẵn. Thứ chuyện mẹ cha sinh được nên vợ chồng. Thương anh đã lâu nên nỗi sầu, nay anh nói ra cho hết đau đầu. Dạ xin hết ạ. À. Tâm sự đi. Thời gian anh đi làm về thì một ngày anh làm mấy tiếng hồ? 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Thì có mệt không anh? Anh có mệt không? Anh được nghỉ trưa, được 12 giờ anh về. Anh nghỉ trưa đến 3 giờ chiều anh vô làm tiếp ca. Công việc của anh là có stress nhiều không anh? Dạy cũng bình thường thôi. Mình có điều mình mệt mình nói chuyện thôi. Với lại những cái lúc mà giai đoạn thi đấu á, nó mệt giả người lắm. Tại khi mà xiết người xuống rồi nọ là cơ thể của mình nó hoàn toàn là anh có bị tán tỉnh nhiều không? Làm sao để anh không có bị do mình dao động bởi những cái đó? Do mình thôi. Ví dụ mà mình cứng thì không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Tính em nó hơi nóng á, kiểu là người ngoài á, bạn bè thì em rất là vui vẻ, nhưng mà người thân em rất, đôi khi em thể hiện cái nóng của em ra luôn. Nhưng mà anh chỉ cần ôm em vào lòng, hoặc là anh nữ mà em hay nhõng nhẽo, em hay giận dữ bâng quơ. Nói chung là đàn ông nhẹ nhàng thì bảo cấp 12, 11 gì cũng xìu hết trơn á. Chỉ là thương thiện. Dạ anh có muốn hỏi em gì không? Em muốn 28 có con à? Đúng rồi. Cái này với lại một phần nữa anh thấy á, mình xác định trước cũng không được. Cái này là do chờ cho đúng của rồi. Mình tại cái hướng ở đây mình vậy thôi. Bạn bè anh á cũng tính toán đồ bè nọ, rơi điểm rớt rồi này nọ mà cũng không thành, không có là không có. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ em muốn ảnh biểu diễn thể hình cho em coi không? Ok chị. Ok chị. Em đợi nãy giờ đó mà em ngại quá em không dám nói. Biểu diễn cho cô coi đi, là cô quyết định cô có bấm nút chọn em hay không. Dữ lắm luôn á. Em đã có thi đấu lần nào chưa? Có giải thưởng gì chưa em? Dạ em vừa đánh giải tháng 5 vừa rồi, Men Physics của Liên đoàn Thành phố Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em đều top 15 của. Quá dữ rồi ha. Rồi thôi được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta quyết định bấm nút hay bấm các bạn. Thỏa mãn rồi ha cưng ha. Dạ vui. Rồi vui rồi đó. Phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian.
Đó, giờ bắt đầu chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Man không? Man anh. Man thì làm đi. Ông hôn ông sướng mà ông làm cũng như hai tôi đứng đây sướng vậy đó. Đây là chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Dạ, cảm ơn chương trình. Quà tặng dành cho hai bạn, đây là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng cho các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island.